Hy vọng gặp tay không? Cho mọi chồng có tay chị em. Rồi, giữ tay lên. Rồi, giữ tay lên. Rồi, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ, con là con Phan Đại Thịnh, con năm nay 35 tuổi, con đang ở quận 12. Làm nghề gì? Dạ, con nghề sao, làm nghề xăm với làm tóc. Làm xăm với làm tóc mà con không có tóc thì con làm cái gì được? Dạ, con làm cho người ta. Làm cho người ta. Rồi, con được ơn gì của Chúa hay là con cảm nhận lòng Chúa thương xót như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha, kính thưa cộng đoàn, là từ Tết tới giờ con đi kiếm nhà để con thuê, con mở tiệm mà chưa có xong. Rồi tháng trước thì con có đi qua đây cầu nguyện, thì con đã kiếm được mặt bằng và mở được salon, thì khai trương cũng được 11 ngày rồi. Hôm nay con tới đây là con tạ ơn Thiên Chúa, và cũng muốn chia sẻ cho cộng đoàn biết là con tin thác vào Thiên Chúa, nhờ lòng ơn của Thiên Chúa thì con công việc của con mới được suôn sẻ và có được như ngày hôm nay ạ. Hallelujah. Còn đây má, dạ đó là má con. Mời chị lên đây. Chị là bạn của cái này hả? Dạ, con là mẹ nuôi của Thịnh. À, chị là mẹ của nó. Rồi chị cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con cũng đi theo Thịnh tìm chỗ mà không được. Con nói là Chúa ơi, con xin phó thác làm con cho Chúa. Tại lúc con mới đi có một lần con quên đi, cái con nói cầu xin cho con tìm được cái chỗ đi, xong đi tìm mà không được. Cái này nó nói con với má đi tìm chỗ ăn sáng đi. Cái đi tìm chỗ ăn sáng xong vừa quẹo qua đằng xanh đèn đỏ, cái con thấy người ta cho cái chỗ thuê nhà. Con mừng quá, người ta cho mướn 12 triệu, nhưng mà nhà hay má con không tới, người ta cho mướn 10 triệu rồi. Nhà thật là đẹp, mình làm đủ thứ, làm thẩm mỹ gì. Dạ. Hallelujah. Thưa chị em, có những người bạn trẻ ngày hôm nay họ làm ăn nên làm ra, và họ chả bao giờ họ nghĩ rằng đó là ơn của Chúa. Một người bạn mà thuê được căn nhà mới có khai trương 11 ngày mà đã biết quay về với bến cũ Cây Đà để mà tạ ơn Chúa, vì nhờ như anh ấy xác tín rằng con tín thác vào Chúa, nếu không có ơn của Chúa thì con không được như vậy. Có nhiều người ngày hôm nay họ đã được biết bao nhiêu ân lành của Chúa mà họ không hề dám nói lên cái ơn đó. Họ hổ thẹn, không dám làm chứng cho tin mừng. Mà Phaolô nói với Timôthê rằng con đừng có hổ thẹn làm chứng cho tin mừng. Bây giờ con mở cái salon lập tóc, bây giờ lần rảnh con lấy cái máy để con mở cho người ta nghe được không? Dạ được, dạ. Hay đó, con dám chơi cái đó là mừng lắm. Mở cho người ta nghe lòng Chúa thương xót, vừa làm tóc vừa mở cho họ nghe. Vì Chúa nói rằng con phải đồng lao công khổ để loan báo tin mừng. Cho nên mỗi người Chúa cho mình một cách loan báo tin mừng khác nhau. Mà con dám mở salon của con, dám mở coi chừng người ta người ta kéo đến, người ta xếp hàng giống như là đến với giáo điểm tin mừng, để họ cảm thấy rằng sao lạ thế, tại giữa thành phố này mà có một cái salon mà mở bài giảng lòng Chúa thương xót thay vì mở nhạc. Đây, tặng cho chị cái quạt giáo điểm tin mừng về mẹ đến với Chúa. Rồi, xin cho chúc lành. Rồi, xin cho chúc lành cho chúng đoàn nha. Rồi, mời bé.